SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Và một lần nữa xin mời quý vị trở lại với chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Chào chị Angie Hồ Quang. Chào chị Thu Nga. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Vâng, đây là cái thơ là Tôi tên là Lê Lợi. Wow, hết tên rồi. Tên hay quá. Sinh năm 1952, hiện đang lãnh hưu non, mỗi tháng là 826 đồng. Đầu tháng 3 năm 2017, tôi có Medicare. Và Sở An sinh Xã hội có gửi thơ nói là một tháng tôi phải đóng 134 đồng cho phần bi khấu trừ vào lương hưu hàng tháng. Chồng tôi lãnh hưu một tháng là 552 đồng. Xin bà cho phép tôi hỏi là ngay từ bây giờ tháng 3 này nè, tôi có quyền xin chương trình Saving Program hay không? Hay tôi phải đợi đến khi nào mới xin được? Và thủ tục xin làm sao? Và tôi phải xin chương trình Extra Help ở đâu? Bà năm nay được 65. Dạ. Yeah. Hưu rồi. Hưu rồi. Khi mà cái người mà hưu ở cái tuổi 62 đó, thì 3 tháng trước sinh nhật thứ 65, Sở An sinh Xã hội sẽ đến gửi đến cho ta cái thẻ Medicare. Thì nhân nói chuyện Medicare, có thể là quý vị đang hơi lấn cấn khi nghe tôi nói rằng tự động Sở An sinh Xã hội sẽ gửi đến cái thẻ Medicare. Thấy khỏe quá. Mà trong lúc đó chị Thu Nga ngày cứ lâu lâu hỏi tôi, chừng nào tôi xin Medicare được chị? Thì tôi mới nói với chị Thu Nga là khi nào mà chị gần tới 65, 3 tháng trước 65, thì chị phải đi ghi tên vào chương trình Medicare. Chứ đâu có ai nhắc mình đâu. Không ai nhắc mình hết. Nhưng mà tại sao vị khán giả này lại được cái thẻ Medicare? Đúng rồi. Lý do là đối với những người mà chưa xin tiền hưu, thì cái tuổi hưu của chúng ta bây giờ là tuổi hưu toàn phần của những cái lớp người mà baby boomer như mình đó là 66 tuổi. Tuổi Medicare vẫn là 65. Do đó có những vị vẫn có ý định tiếp tục đi làm cho tới tuổi hưu 100%. Rồi 65 vẫn là tuổi Medicare thì quý vị phải ghi danh và chương trình Medicare. Yeah. Riêng với vị khán giả đang chia sẻ với chúng ta cái tình trạng của bà là bà đã về hưu non rồi. Trên hồ sơ an sinh xã hội có ghi bà đã là nhân vật hưu trẻ. Thì không cần phải xin, tại vì chính phủ đã biết là mình đã xin hưu. Thì tới 65 tuổi người ta gọi là automatic enrollment. Mình không làm gì hết. Thì Sở An sinh Xã hội sẽ gửi đến cho mình cái thẻ Medicare có để hai phần, phần A và phần B. Và cái ngày có hiệu lực của chương trình Medicare phần A và phần B sẽ ghi cái tháng mà mình được 65 tuổi. Có nhiều vị hỏi tôi câu, tôi sinh 31 tháng 3, như vậy tới tháng 4, 30 tháng 3, thì như vậy tới tháng 4 tôi mới có Medicare phải không? Xin không, không phải. Miễn là cái tháng của mình là tháng 3. Cho dù là cuối tháng 3, cái chương trình Medicare sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 3. Rồi có thêm một vị hỏi tôi một câu, ủa sao mà tôi sanh tháng 4, một tay tháng 4. Má tôi nói là má tôi đẻ tôi nhằm cái ngày April Fool. Mà sao mà người ta gửi cho tôi cái thẻ an sinh xã hội có hiệu lực tháng 3? Sanh 1 tháng 4. Mà tại sao hiệu lực có tháng 3? Tại vì với luật định của cơ quan an sinh xã hội thì cái mình sẽ tròn cái tuổi, thí dụ tròn tuổi 65, một ngày trước ngày sinh của mình. Ồ vậy đó. Thì cái người sanh 1 tháng 4, cái ngày mình tròn 65 tuổi là 31 tháng 3. Vì vậy, cái Medicare sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 3. Mặc dù mình sinh đầu tháng 4. Ngộ ha. Cái đó ngộ. Cái đó cũng chia sẻ chị nha. Hồi mà tôi mới đi làm cho Sở An sinh Xã hội, hai mấy năm trước, tôi nói, ủa sao kỳ vậy nè? Sao sanh 1 tháng 4 mà rồi ăn tới đầu tháng 3 là ăn rồi. Lùng bùng phải cũng mấy năm sau mới hiểu được hết chân lý của tình người đó nghe chị. Rồi bây giờ trở lại thì bà cho biết bà được lãnh 826 đồng. Ông được lãnh 134 đồng. Ông mà
Cái 134 là tiền bảo phí phần B. 826 đồng, rồi 552 đồng. Rồi đúng rồi, chồng tôi lãnh hưu 552 đồng. Cộng lại là ông bà được nhiều á, cũng ngàn tư phải không? Dạ đúng rồi. Ngàn bên này tư. 600, bên kia 800. Thì khi mà đặt câu hỏi lúc nào mới xin Medicare Saving Program, à, xin có lời khen tặng là bà có nghiên cứu. Nghiên cứu, dạ. Thì đúng chưa thưa bà, à, khi mà bà đã có cái thẻ Medicare rồi đó, thì bà có thể liên lạc ngay với cái văn phòng Medicaid. Mà tôi không biết bà ở đâu, thành ra không có chỉ được. Bà lên Google, bà kiếm là cái Medicare Saving Program của cái thành phố và cái tiểu bang bà đang cư ngụ. Thì trường hợp của bà, vì cái thu nhập của cả ông cả bà được coi là good income. Do đó, mặc dầu được tham gia vào chương trình Medicare Saving Program, nhưng bà chỉ được hưởng cái sự trợ giúp vừa vừa thôi. Lý do tại sao tôi nói vừa vừa? Tại sao vừa vừa vậy? Tại vì cái chương trình Medicare Saving Program là một chương trình của chính phủ tiểu bang tài trợ nhằm giúp đỡ chỉ cho những người có Medicare mà cái thu nhập không cao lắm. Nếu mà những vị mà về hưu đó có cái thu nhập thấp, hai vợ chồng ít hơn 1.100, một cá nhân ít hơn 735 đồng, thì vị đó có thể xin SSI. Và SSI là mình có Medicare, phải không? Thì cái đó là ok rồi. Nay, đối với những vị mà nó low thiệt, nó không low, mà nó high đó, cô không high đó, nó kiểu mà nó nửa nạc nửa mỡ đó, ba rọi đó, đơn chừng ba rọi, ba rọi đó, thì như vậy thì quý vị sẽ thấy là đối với tôi lấy trường hợp nha, có một vị đó được lãnh 900, cái rồi phải đóng tiền bảo phí phần B 134, còn có 700+, rồi mỗi một lần mà trong lúc cái ông mà SSI ổng cũng khủng lãnh 700+, mà khi mà cái người Medicare mà thôi đó, Medicare beneficiary only đó, thì mình đối cái phần mà y tế là cái phần mình đến văn phòng bác sĩ đó, thì sau khi mà mình trả xong cái phần deductible trong năm, ông bác sĩ ông bill 100 đồng, thì cái ông Medicare ông trả có 80%, mà mình từ 900 tụ xuống còn có 700+, phải không? Mà mình phải chịu trách nhiệm 20% phụ đóng. Trong lúc cái ông mà SSI đó, ông có 700+ như mình, ông phải rè. Là ông có Medicaid, ông không trả gì hết. Thì với cái tình trạng đó mới sinh ra cái chương trình Medicare Saving Program. Nhưng mà Medicare Saving Program á, nó không phải ba rọi nữa mà tới năm chỉ lận. Thì nó có nhiều lớp. Thì cái lớp mà nạt nhất á, ngon nhất á, là khi mà một người có cái thu nhập 1.000 đồng, 1.001 đồng, rồi một đôi vợ chồng có cái thu nhập là 1.300 đồng, thì những vị đó sẽ được tham gia vào cũng ở dưới chương trình Medicare Saving Program, nhưng mà nằm ở cái phía là Qualified Medicare Beneficiary. Thì trong trường hợp này đó, khi mà mình được tham gia vào QMB, mình được hưởng cái gì từ chính phủ tiểu bang? Mình sẽ được chính phủ giúp cho trả cái 134 đồng. Thì mình thấy trọn vẹn cái số tiền hưu bổng của mình, không có sức mẻ gì hết. Mình không phải đóng deductible. Khi mà mình đi sử dụng cái dịch vụ y tế, ông Medicare trả 80%, cái ông Medicare Saving Program qua chương trình QMB giúp cho mình trả 20%, cái mình khỏe rồi. Nhưng mà trở lại trong trường hợp này thì ông với bà cộng lại tới 1.400, thì nó lại vượt quá cái mức ấn định, cái mức thu nhập ấn định của chương trình QMB. Nhưng mà thôi, nó qua tới lớp mở rồi. Thì thôi kệ, nó cũng có cũng còn có. Hơn không có cần hơn không là như thế này. Cái đó là cái chương trình cũng Medicare Saving Program mà ở dưới cái phần gọi là SL
SLMB. SLMB là chữ viết tắt của Specified Low Income Beneficiary. Thì với cái chương trình SLMB, cái thu nhập nó có phần thông thả hơn. À, thì đôi vợ chồng có quyền có tới 1.600. Là ông bà này được nằm trong cái phần đó. Mà nhân thì tôi cũng đi ngược lại một chút, là đối với những vị mà được SSI mà Medicaid á, thì cái ràng buộc về mặt tài sản của SSI và Medicaid cũng tương đối hơi chặt. Hai vợ chồng chỉ có được 3.000. Trong lúc với chương trình Medicare Saving Program, đôi vợ chồng có được quyền có tới 10.000 đô la là tài sản. Tuy nhiên, có tuy nhiên nữa. Tuy nhiên cái SLMB của bà thiệt ra nó không có ngon bằng cái QMB. Lý do là cái 134 đồng của bà phải đóng hàng tháng của cái bảo phí phần B đó, chính phủ sẽ giúp bà đóng cái phần đó. Vậy đó. Tuy nhiên, cái tuy nhiên cái ác ôn lắm. Ác ôn cái mà however or but, but. là bà phải vẫn phải chịu trách nhiệm trả cái 20% phụ đóng để chỉ giúp bà 134 đồng thôi. Rồi khi mà bà hỏi tôi cái câu kế tiếp, thì extra health làm sao? Thì extra health là gì? Extra health là chương trình phụ giúp đặc biệt của những người mua thuốc theo tòa. Khi mà bà được tham gia vào chương trình Medicare Saving Program, tự động bà đã được coi là được hưởng extra health. Được hưởng extra health, bà được hưởng cái gì? Khi đi mua thuốc, trên mỗi toa thuốc, thì với cái toa thuốc thường, bà chỉ trả có 2 đồng mấy một toa. Và toa thuốc hiệu, brand name đó, thì bà chỉ trả có 6 đồng mấy một toa thôi. Thì cái đó thì thôi, mình không có được hưởng trọn vẹn sự trợ giúp của Medicare Saving Program. Nhưng mà tôi mừng là cái số 826 của bà nó không có bị sức mẻ miếng. Nó đẹp quá trời rồi. Thưa bà Hồ Quang, cái này là vô thắc mắc liền. Điều mà tôi thắc mắc là từ năm tới được 62 tuổi thì tôi bị đau cái chân trái và bị té mấy năm về trước. Nên là đi đứng không có được, nên tôi phải ở nhà. Tôi đã ra Social Security gần nhà để hỏi thăm. Hồi trước thì tôi cũng đã có đi làm hãng có 3 năm, rồi sau đó thì tôi đi làm nail cho mấy tiệm Việt Nam. Và sau cùng nữa là làm nail cho tiệm tóc bà Mỹ Trắng ở gần nhà. Bà Mỹ Trắng này có bao lương cho tôi, trả cũng ít thôi. Tôi làm như là part-time, được 7 năm ở đây, bà ta cũng có trả thuế đàng hoàng. Cho nên khi ra Social Security để hỏi thăm, vào lúc tôi được 62 tuổi thì họ nói là tôi sẽ được lãnh tiền hưu trí sớm mà họ không giải thích gì cả. Lúc đó, mỗi tháng tôi chỉ lãnh được có 314 đồng đó thôi. Nghĩa là tôi làm để credit để được lãnh tiền hưu trí non. Rồi đến khi được 65 tuổi, khi tôi cũng ra đây để hỏi thăm họ, vì ông xã tôi đã về hưu trí hồi 67 tuổi, ông lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng sau khi lãnh tiền hưu thì ông vẫn tiếp tục đi làm. Hiện giờ ông đang làm cho county, tức là school bus. Trước đó mấy năm thì ông cả có làm hãng về giấy tờ full time. Hiện giờ ông lãnh tiền hưu trí 1.400 một tháng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được lãnh một nửa số tiền hưu của ông, nhưng họ trả lời là không, vì tôi đã lãnh tiền hưu lúc tôi 62 tuổi rồi. Không có thấy thay đổi gì hết. Có cho đến khi nào thì tôi nằm xuống luôn, có đúng không? Có thể vì ông xã tôi vẫn còn đi làm cho nên tiền hưu trí của ông và tôi tăng lên từ từ. Hiện giờ tôi đang lãnh có 500 đồng, 500 đô la một tháng. Theo ý của bà thì họ sẽ không cho tôi được lãnh theo ông xã của tôi nữa hay không? Và nếu như ông xã chết trước tôi thì họ có thay đổi số tiền hưu trí của tôi hay không? Wow, nhiều chi tiết quá, nhớ hết không? Bà về hưu, non. Dạ. Ông chồng được lãnh hưu 1.400. Rồi bây giờ bà 65. Hồi trước, hồi trước bà có đi làm 3 năm. Rồi bà được lãnh 500. Dạ. Thì bà hỏi tại sao bà không được hưởng phân nửa của ông chồng. Ông chồng năm nay 67. Cái quan trọng là cái tuổi, thứ nhất là cái tuổi hưu toàn phần của ông là 66.
ở thời điểm đó cái số tiền của ông, tôi không biết ông về hưu lúc nào. Nếu ông về hưu 67 thì cái số tiền hưu của ông có tăng 8%. Okay. Có tăng, dạ. Yeah. Còn nếu mà ông về hưu ở cái tuổi 66 thì nó khác đi. Nó không có tăng. Ok. Bây giờ bà được 62 phải không? Dạ, yeah, 62. 62 mà bà được lãnh 500 rồi. Dạ. Yeah. Thì cái 62 tuổi là người hôn phối, bà có quyền lãnh theo, ăn theo cái quyền lợi ăn theo. Giỏi. Yeah. Ăn theo. Dạ. Yeah. Tuy nhiên vì bà về hưu non, bà không được lãnh 50%, bà chỉ được lãnh 35% trên cái số tiền hưu của người chồng. Có cái số hưu bổng cao hơn. Thì cái 35% của 1.400 đã có 400 mấy à? Thì cái 500 của bà đó cao hơn. Dạ. Bà có thể được hưởng cao hơn cái khi mà ông lên đầu tủ. Bà hỏi là khi ông nằm xuống đó. Dạ. Thì cái số tiền của bà ở cái giai đoạn là cái người lúc bây giờ, thì tôi hy vọng ông ở với bà lâu lâu một chút nha. Chứ đừng có đi sớm. Nếu mà ông đi cái lúc bà 66 thì với cái quyền lợi tùng sinh bà được lãnh 100% cái số tiền của ông. Còn nếu mà ông bà chồng ông giận ông bỏ ông đi á ở cái tuổi 62 thì bà chỉ được lãnh khoảng 80%. Cái 80% khi ông ra đi cao hơn cái 35% lúc ông còn sống. Và bà cũng có nhắc rằng nếu mà 62 tuổi rồi đó thì có lên 65 tuổi nữa thì nó cũng tăng chút nào hết, forever and ever. Có tăng. Có tăng chút xíu. Nếu năm nào có COLA tăng chút. COLA là COLA chữ viết tắt là Cost of Living Arrangement, là phụ cấp đắt đỏ. Thường thường nó tăng cỡ nhiêu vậy? Năm 2017 tăng 0.3%. Yeah. 0.3%. Không có nhiều so với mức lạm phát. Thành ra cái số tiền mà bà lãnh 500 đồng đó đó thì coi như là cũng tốt. Nhưng mà nếu mà được 35% của ông thì quá ít, đúng không? Dạ đúng. Thì nhưng mà người ta sẽ nói là người ta sẽ, bà có cái quyền hạn trên tư cách là một người phối ngẫu. Tuy nhiên người ta sẽ trả cho bà cái phần nào cao hơn. Cái phần cao hơn là cái 500 của bà so với cái 35% của ông. Vâng. Mà cái vấn đề đặt ra là tại cái tuổi hưu non của bà. Chứ nếu mà bà đợi tới 66 tuổi thì bà sẽ được hưởng 50% là. Vâng. Dạ. Thành ra cứ mỗi một cái trường hợp như vậy thì tùy theo cái trường hợp phải không chị ha? Dạ vâng. Thôi thì còn nhiều ghê lắm quý vị, nhưng mà cũng đã hết giờ rồi cho nên chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến chương trình An sinh xã hội, cách tốt nhất là quý vị gửi thư email về đài với cái địa chỉ email là SG tức là chữ Sài Gòn đó 1600am@yahoo.com. Cảm ơn chị Angie Hồ Quang rất là nhiều.